Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin trình bày những đề tài sau đây. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thế giới đang có chiến tranh này, cần tình huynh đệ, sự gần gũi và tình bạn. Cái nhìn của Đức Mẹ tại Sexto Chua. Sự thinh lặng lớn lao có thể còn hùng hồn hơn mọi lời nói. Nguồn gốc lễ mẹ hồn xác lên trời. Bên cạnh đó là câu chuyện món quà vô giá. Thế giới đang có chiến tranh, nay cần tình huynh đệ, sự gần gũi và tình bạn. Thế giới ngày nay được mời gọi trả lời cho thách đố của một cuộc chiến từng mảnh đang đe dọa nó. Thế giới cần có tình huynh đệ, cần có sự gần gũi, cần có đối thoại, cần có tình bằng hữu. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là dấu chỉ của niềm hy vọng, vì nó là kinh nghiệm sống của tình huynh đệ vô biên giới. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô VI, sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 8. Buổi tiếp kiến đã được tổ chức bên trong Đại Thính Đường vì trời Roma quá nóng. Tuy nhiên, cũng đã có hàng ngàn tín hữu khác đang theo dõi buổi gặp gỡ trên màn truyền hình ở Quảng trường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy bắt đầu với giới trẻ là lý do đầu tiên của một chuyến viếng thăm này. Một lần nữa, họ đã đáp trả lại lời kêu mời. Họ đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Vài người còn đang ở đây. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một lễ hội của màu sắc, của các gương mặt, tiếng nói và lịch sử khác nhau. Tôi không biết họ làm thế nào, họ nói các thứ tiếng khác nhau, nhưng lại hiểu nhau, bởi vì họ có ý chí cùng đi với nhau, làm các chiếc cầu của tình huynh đệ. Họ cũng đã đến với các vết thương, các thắc mắc của họ, và nhất là với niềm vui gặp gỡ. Và một lần nữa, họ đã làm thành một bức khảm đá màu của tình huynh đệ. Có thể nói, tới một bức khảm đá màu của tình huynh đệ. Một hình ảnh biểu tượng của các ngày quốc tế thế giới trẻ là rừng cờ muôn màu mà người trẻ phất lên. Thật thế, trong ngày quốc tế giới trẻ, các quốc kỳ trở thành xinh đẹp hơn. Chúng như được thanh tẩy và các lá cờ của các quốc gia đang xung khắc cũng phất phới bên nhau. Và điều này thật là đẹp. Ở đây cũng có nhiều cờ. Xin anh chị em hãy cho mọi người trông thấy chúng. Như thế, trong cuộc gặp gỡ năm thánh vĩ đại này của họ, người trẻ thế giới đã tiếp nhận sứ điệp của lòng thương xót để mang nó tới khắp nơi và các việc làm tinh thần và thể xác. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi bạn trẻ đã tới Cracovia. Và tôi xin cảm ơn các bạn trẻ từ khắp mọi miền trên trái đất đã hiệp nhất với chúng tôi. Bởi vì tại biết bao nhiêu quốc gia đã có các ngày quốc tế giới trẻ nối liền với ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia. Ước chí món quà mà các bạn đã nhận lãnh trở thành câu trả lời thường ngày cho tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi xin gửi một kỷ niệm tràn đầy thương mến tới chị Susanna, một thiếu nữ thuộc giáo phận Roma đã qua đời tại Vienna sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Xin Thiên Chúa là đấng chắc chắn đã đón nhận chị vào quê trời, an ủi các thân nhân và bạn bè chị. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn trẻ thiện nguyện trong vòng hơn một năm trời đã làm việc cho biến cố này, cũng như giới truyền thông, những người làm việc trong ngành truyền thông. Xin hết lòng cảm ơn anh chị em đã khiến cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được trông thấy trên toàn thế giới. Và ở đây, tôi không thể quên chị Anna Maria Jacobini, một nhà báo Ý đã bất thình lình qua đời bên đó. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chị. Chị đã qua đời trong khi phục vụ. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 3 giờ chiều ngày 4 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng trực thăng để đến hành hương tại Pozzuola,
là ngôi thánh đường nhỏ ở bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của các cha dòng Francisco gần Assisi. Cuộc hành hương diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm ơn tha thứ tại Assisi. Năm 1216, trong một thị kiến, Thánh Francisco được chính Chúa Giêsu ban ơn toàn xá. Ngài đã xin và được Đức Thánh Cha Honorio III phê chuẩn ơn toàn xá đặc biệt cho người dân vùng Assisi trong năm đó. Lúc 3 giờ 40, Đức Thánh Cha đến Assisi và lúc quá 4 giờ, Ngài đã trình bày diễn từ sau trước các giám mục miền Umbria và đông đảo các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay, trước hết, tôi muốn nhắc nhớ lại những lời mà theo một truyền thống cổ kính, Thánh Francisco đã nói ở chính nơi này trước sự hiện diện của tất cả các dân làng và các giám mục. Tôi muốn gửi tất cả các bạn lên thiên đàng. Còn điều gì tốt hơn mà những người dân nghèo vùng Assisi có thể kêu xin, nếu không phải là ân sủng của sự cứu rỗi, sự sống đời đời và niềm vui bất tận mà Chúa Giêsu đã giành được cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Bên cạnh đó, thiên đường là gì nếu không phải là mầu nhiệm tình yêu mãi mãi liên kết chúng ta với Thiên Chúa để chiêm ngưỡng Ngài đến muôn đời. Giáo hội luôn tuyên xưng điều này bằng cách thể hiện niềm tin của mình nơi sự hiệp thông với các thánh. Chúng ta không bao giờ cô đơn trong đời sống đức tin. Chúng ta sống đức tin trong sự hiệp thông với tất cả các thánh và những người thân yêu của chúng ta đã thực hành niềm tin với niềm hân hoan đơn sơ và làm chứng cho niềm tin ấy qua cuộc sống của họ. Có một mối liên kết tuy vô hình nhưng không vì thế mà kém phần hiện thực, làm cho chúng ta qua phép rửa trở nên một thân thể duy nhất được di chuyển bởi một thần khí. Trích Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4. Khi Thánh Francisco xin Đức Thánh Cha Honorius Đệ Tam ban ơn toàn xá cho tất cả những ai đến thăm Porziuncula, có lẽ Ngài đang suy nghĩ đến những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Trích Gioan đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Sự tha thứ, ơn được thứ tha, chắc chắn là con đường trực tiếp của chúng ta để có một nơi ở trên trời. Ở đây, tại Porziuncola này, mọi thứ đều nói với chúng ta về sự tha thứ. Thật là một ân sủng tuyệt vời Chúa đã ban cho chúng ta khi Ngài dạy chúng ta tha thứ và qua đó chạm vào lòng thương xót của Cha. Chúng ta vừa nghe dụ ngôn Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ. Trích Matthew đoạn 18 câu 21 đến 35. Tại sao chúng ta phải tha thứ cho một người đã xúc phạm chúng ta? Bởi vì chúng ta đã được tha thứ trước tiên và quá nhiều. Dụ ngôn nói chính xác điều này. Như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta cũng nên tha thứ cho những người làm hại chúng ta. Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng nói như thế. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Matthew đoạn 6 câu 12. Các khoản nợ là tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa, và những kẻ có nợ chúng ta là những người mà về phần chúng ta phải tha thứ cho họ. Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành người tôi tớ trong dụ ngôn là người mắc nợ chủ quá nhiều, đến mức vô phương có thể trả nợ được. Khi chúng ta quỳ trước linh mục giải tội, chúng ta làm chính xác những gì người tôi tớ ấy đã làm. Chúng ta nói, Lạy Chúa, xin kiên nhẫn với con. Chúng ta nhận thức ra nhiều lỗi lầm của chúng ta và cũng nhận thức được một thực tế là chúng ta thường rơi trở lại vào cùng những tội như trước. Tuy nhiên, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi ban ơn tha thứ của Ngài mỗi lần chúng ta cầu xin. Sự tha thứ của Ngài là một sự tha thứ đầy đủ và hoàn chỉnh, bảo đảm với chúng ta rằng, thậm chí nếu chúng ta rơi trở lại vào cùng những tội lỗi như trước, Ngài luôn có lòng thương xót và không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, giống như những người chủ trong dụ ngôn. Chúa cảm thấy trắc ẩn. Một tổng hợp của lòng thương xót và tình yêu, đó là cách tin mừng mô tả lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta. Cha của chúng ta trắc ẩn bất cứ khi nào chúng ta sám hối và Ngài đưa chúng ta về nhà với con tim thanh thản và bình an.
Ngài nói với chúng ta rằng, tất cả đều đã được đền bù và tha thứ. Sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn, lớn hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng ra và được ban cho tất cả những ai nhận thức được trong trái tim họ là họ đã sai và mong muốn quay trở lại với Ngài. Thiên Chúa tìm kiếm những tâm hồn mong chờ ơn tha thứ. Chẳng may là vấn đề xảy ra bất cứ khi nào chúng ta phải đối phó với một người anh em hay chị em đã xúc phạm đến chúng ta một chút. Phản ứng này được mô tả trong dụ ngôn một cách hoàn hảo. Y liền túm lấy, bóp cổ và bảo, trả nợ cho tao. Matthew đoạn 18 câu 28. Ở đây chúng ta chứng kiến tất cả bi hài kịch trong mối quan hệ của con người. Khi chúng ta mắc nợ người khác, chúng ta trông chờ lòng thương xót, nhưng khi những người khác mích lòng chúng ta kêu đòi công lý. Đây là một phản ứng không xứng đáng với các môn đệ của Chúa Kitô, cũng không phải là một dấu chỉ của một phong cách Kitô trong cuộc sống. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ và phải làm như thế vô tận. Thầy không nói phải tha thứ đến 7 lần, nhưng 70 lần 7. Những gì Chúa Giêsu ban cho chúng ta là tình yêu của Chúa Cha, chứ không phải là công lý mà chúng ta kêu đòi. Chỉ tin tưởng vào công lý mà thôi thì không phải là dấu chỉ cho thấy chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, là những người đã nhận được lòng thương xót dưới chân thập giá, hoàn toàn nhờ vào tình yêu của Chúa Con với Chúa Cha. Chúng ta đừng quên câu nói nghiêm khắc vào cuối dụ ngôn. Vì vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Anh chị em thân mến, sự tha thứ mà Thánh Francisco biến mình thành một máng truyền ở đây, tại Borgioncola này, tiếp tục mang lại thiên đường cho chúng ta cả sau 8 thế kỷ. Trong năm thánh lòng thương xót này, điều trở thành rõ ràng hơn bao giờ hết là con đường của sự tha thứ đích thực có thể canh tân giáo hội và thế giới, mang đến cho thế giới ngày nay những chứng tá của lòng thương xót là một nhiệm vụ không ai trong chúng ta có thể cảm thấy được miễn trừ. Thế giới cần sự tha thứ khi quá nhiều người đang bị lôi cuốn vào những bến bờ oán giận và hận thù bởi vì họ không có khả năng thứ tha. Họ hủy hoại cuộc sống riêng của mình và cuộc sống của những xung quanh họ hơn là tìm kiếm niềm vui của sự thanh thản và bình an. Chúng ta hãy xin Thánh Francisco cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta có thể luôn luôn là dấu chỉ khiêm tốn của sự tha thứ và là máng truyền của lòng thương xót. Câu chuyện món quà vô giá. Kính thưa quý vị và anh chị em, người Italia có một câu chuyện dân gian như sau. Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ di chúc để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô đó là một cây thánh giá được bọc thạch cao. Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng, buồn phiền. Cô tự nghĩ mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được món quà không ra gì. Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô đã kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây thập giá vỡ tung, và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim cương óng ánh. Kính thưa quý vị và anh chị em, cô gái chỉ có thể hiểu được lòng tốt của người chủ khi cô nhận ra giá trị của món quà. Lắm khi Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù của thập giá. Sự sần sù và dáng vẻ thê thảm của thập giá làm ta không thể hiểu được lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ muốn điều dữ cho chúng ta. Tất cả mọi sự xảy đến cho chúng ta đều nhằm dẫn đưa chúng ta đến nguồn hạnh phúc cao cả hơn.
Sự thinh lặng lớn lao có thể còn hùng hồn hơn mọi lời nói. Kính thưa quý vị và anh chị em, theo Đức Thánh Cha Francisco, sự thinh lặng lớn lao trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Auschwitz Birkenau hùng hồn hơn mọi lời nói. Đức Thánh Cha cho biết như sau: chuyến tông du Ba Lan của tôi trong tuần qua đã có một chân trời quốc tế trong bối cảnh một thế giới được mời gọi trả lời cho thách đố của một cuộc chiến từng mảnh đe dọa nó. Và ở đây, sự thinh lặng lớn lao của cuộc viếng thăm tại Auschwitz Birkenau đã hùng hồn hơn mọi lời nói. Tôi đã lắng nghe, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của tất cả các linh hồn đã đi qua đây. Tôi đã cảm nhận được sự cảm thương và lòng từ bi của Thiên Chúa mà vài linh hồn thánh thiện đã biết đem vào trong cả vực thẳm chết chóc ấy. Trong sự thinh lặng lớn lao ấy, tôi đã cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân của bạo lực và chiến tranh. Và tại đó, tôi đã hiểu hơn bao giờ hết giá trị của ký ức. Không phải như là kỷ niệm của các biến cố quá khứ, nhưng còn như là lời cảnh báo và trách nhiệm cho ngày nay và ngày mai nữa, để cho hạt giống của thù hận và bạo lực không đâm rễ trong các luống cày của lịch sử. Trong ký ức này của các cuộc chiến và biết bao nhiêu vết thương, biết bao nhiêu khổ đau đã sống, cũng có biết bao nhiêu người, nam nữ ngày nay đau khổ vì chiến tranh, biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta. Khi nhìn vào sự tàn ác ấy, trong trại tập trung này, tôi đã lập tức nghĩ tới sự tàn ác của ngày nay, chúng giống nhau, không tập trung vào một chỗ như thế, nhưng tại khắp nơi trên thế giới. Thế giới này bị bệnh tàn ác, khổ đau, chiến tranh, thù hận, buồn sầu. Và chính vì vậy mà tôi luôn luôn xin anh chị em cầu nguyện. Xin Chúa ban hòa bình cho chúng ta. Cái nhìn của Đức Mẹ tại Częstochowa. Kính thưa quý vị và anh chị em, trình bày những cảm nhận của Đức Thánh Cha về chuyến kính viếng đền thánh Đức Mẹ Częstochowa. Ngài nói: trước ảnh Đức Mẹ, tôi đã nhận được món quà là cái nhìn của mẹ một cách đặc biệt, là mẹ của dân tộc Ba Lan, của quốc gia cao quý này. Một quốc gia đã đau khổ biết bao, nhưng đã luôn luôn đứng dậy với sức mạnh của đức tin và bàn tay hiền mẫu của mẹ. Tôi đã chào vài tín hữu Ba Lan ở đây. Anh chị em giỏi lắm, anh chị em thật giỏi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: ở đó, dưới cái nhìn của mẹ, người ta hiểu được ý nghĩa, tinh thần trong lịch sử của dân tộc này, một lịch sử gắn liền với thập giá, một cách bất khả phân ly. Ở đó, người ta sờ mó được với đôi bàn tay đức tin của dân tộc thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa, và duy trì niềm hy vọng qua các thử thách, và cũng giữ gìn được sự khôn ngoan, là thế quân bình giữa truyền thống và việc canh tân, giữa ký ức và tương lai. Ba Lan ngày nay nhắc nhớ cho toàn Âu Châu biết rằng không thể có tương lai cho lục địa này nếu không có các giá trị xây nền của nó, là các giá trị có trọng tâm là quan niệm Kitô về con người. Trong số các giá trị đó có lòng thương xót, và có hai người con của đất nước Ba Lan là các tông đồ đặc biệt. Đó là thánh nữ Faustina Kowalska và thánh Gioan Phaolô đệ nhị. Nguồn gốc lễ mẹ hồn xác lên trời. Thứ hai, ngày 15 tháng 8, giáo hội mừng kính lễ mẹ hồn xác lên trời. Đây là lễ cổ xưa nhất trong các ngày lễ kính Đức Mẹ được cử hành trong toàn thể giáo hội.
Toàn thể ở đây được hiểu như là bao trùm cả giáo hội Đông Phương, Công giáo lẫn chính thống giáo. Truyền thống của giáo hội Đông Phương dành 15 ngày đầu tháng 8 để chuẩn bị cuộc lễ và 15 ngày cuối để tạ ơn. Trong những thế kỷ đầu, Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời được gọi là lễ Đức Mẹ An Giấc. Ngày lễ đã được mặc cho tất cả sự trang trọng kể từ năm 1950, khi Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 định tính việc Đức Mẹ cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Với tín điều này, giáo hội chỉ công bố long trọng một chân lý vốn đã được tín hữu Kitô từ ngàn xưa tôn kính. Chân lý đó là thân xác của người phụ nữ đã trao ban thể xác cho con Thiên Chúa, đã không phải chịu định luật của sự thối rữa. Lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời không những là lễ cổ xưa nhất về Đức Mẹ, nhưng ngày 15 tháng 8 hàng năm còn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đa số ngày tháng của các ngày lễ trong Kitô giáo đều bắt nguồn từ những ngày lễ ngoại giáo. Lễ Giáng sinh chẳng hạn, không gì khác hơn là lễ của thần mặt trời của đế quốc La Mã được rửa tội lại theo Kitô giáo mà thôi. Đây không phải là trường hợp của Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời. Đế quốc La Mã vốn dành ngày đầu tháng 8 để tôn vinh hoàng đế. Trong khi đó, lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời được cử hành vào ngày 15 tháng 8. Như vậy, lý do chọn ngày 15 tháng 8 để cử hành lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời không bắt nguồn từ đế quốc La Mã mà từ chính Jerusalem cổ. Trước thời hoàng đế Constantinople, trong ngày này đã diễn ra một cuộc lễ trong nhà thờ trên núi Cây Dầu tại Jerusalem. Truyền thống đã gọi lễ này là lễ Đức Mẹ An Giấc. Trong đế quốc La Mã ngoại đạo, không có bất cứ nguồn gốc nào về ngày lễ này đã dành, mà kể từ đó về sau cũng chẳng có đế quốc nào xóa bỏ hay thay thế được lễ này. Những cố gắng vô ích của một hoàng đế Napoleon của Pháp là một bằng chứng. Ngày 15 tháng 6 năm 1769, tại Ajaccio, đảo Cope, chào đời một đứa bé mà cha mẹ đã đặt tên cho một tên thánh hiếm có là Napoleon. Nếu ngày 15 tháng 8 năm 1637, vua Louis thứ 13 đã ban hành một sắc lệnh để đặt toàn nước Pháp dưới sự che chở của mẹ Maria, thì năm 1806, sau khi đã đăng quang làm hoàng đế của nước Pháp và khắp Âu Châu, Napoleon tước đoạt mọi danh dự dành cho mẹ Thiên Chúa để biến thành một ngày lễ dành riêng cho ông. Sinh trùng vào ngày 15 tháng 8, Napoleon bắt toàn dân nhớ đến ngày sinh của ông là điều dễ hiểu. Là ngày này được cha mẹ đặt tên cho là Napoleon, ông đã cố lục lọi trong danh sách các thánh trong giáo hội tìm cho bằng được một vị thánh có tên là Napoleon. Với sự đồng ý của một vị giám mục cung đình, ông đã tìm được mục danh sách các tử đạo Roma, trong đó có một vị tên là Napoli. Không rõ ràng những lèo lái như thế nào mà cuối cùng cả triều đình của ông đều đồng thanh nhận Á Thánh Napoli với tên gọi Napoleon của ông. Vậy là ngày 15 tháng 8 không những là ngày sinh nhật của ông mà còn là ngày lễ bổn mạng của ông nữa. Danh dự đã dành cho mẹ Thiên Chúa được ông hoàng đế này đương nhiên chiếm đoạt. Tại Roma, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7 đã tuyên bố rằng việc quyền bính thế tục thay thế việc tôn kính Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời bằng việc tôn kính một vị thánh không có tên trong lịch phục vụ là điều không thể chấp nhận được. Đây là một hành động xen lấn, không thể dung thứ và chấp nhận được, không thể lấy thế quyền thay cho thần quyền. Nhưng vì những hành động của bạo chúa Napoleon quá tàn nhẫn cho nên bức kháng thư đã không được công bố. Tột cùng hành động ngang ngược của Napoleon là ra lệnh đưa Đức Giáo Hoàng về giam giữ tại Fontainebleau, bên Pháp. Dĩ nhiên, rồi cuối cùng trái tim mẹ vẫn thắng. Sự cáo chung của đế quốc do Napoleon dựng nên cũng chấm dứt việc chiếm đoạt danh dự dành cho mẹ Maria. Vị thánh Napoleon được Napoleon tự phong cũng tự ý rút lui để trả ngày 15 tháng 8 lại cho mẹ Thiên Chúa. Điều kỳ diệu mà mẹ Maria đã thực hiện là việc thực hiện tôn kính vị thánh Napoleon do những kẻ vua nịnh bịa đặt ra hơn là đòi hỏi của lịch sử, đã để lại một hậu quả không lường được. Đó là kể từ đó ngày 15 tháng 8 hàng năm đã biến thành một ngày lễ buộc trên toàn nước Pháp. Trên đây là một trong những ví dụ cho thấy những sự vụng về kỳ lạ của lịch sử. Qua đó, người ta thấy được sự hiện diện kín đáo nhưng vô cùng hữu hiệu của mẹ Thiên Chúa. Kẻ quyền thế muốn tước đoạt danh dự của mẹ Maria đã bị hạ xuống khỏi tòa cao, như mẹ đã tin báo trong kinh Magnificat.
Ngày nay sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, nước Pháp vẫn tiếp tục đóng cửa nghỉ ngày 15 tháng 8 để tôn vinh mẹ Maria. Danh vọng hão huyền mà một hoàng đế Napoleon theo đuổi bằng cách hạ bệ mẹ Thiên Chúa đã không kéo dài quá 8 năm. Kể từ tháng 3 năm 1814, sau khi hoàng đế Napoleon thoái vị và bị đẩy ra đảo Sainte Helene để sống những ngày còn lại của ông, trong ăn năn sám hối, tên tuổi của ông vẫn được tiếp tục nhắc đến như một thiên tài cũng có, mà như một kẻ ngông cuồng thì nhiều hơn. Trong khi đó, mẹ Maria vẫn tiếp tục ngự trị trong lòng người dân Âu Châu. Mặc dù họ có muốn tục hóa đến đâu đi nữa, thì trong lịch sử hàng năm của họ vẫn còn những dấu ấn không bao giờ tàn phai của mẹ Thiên Chúa, mãi mãi như mẹ đã tiên báo trong kinh Magnificat. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi là người có phúc. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.